Ngay sau đây thì biên tập viên Hương Liên sẽ gửi đến chúng ta những thông tin thời tiết. Vâng, xin chào chị ạ. Ngày hôm nay thì Hà Nội mưa, có lẽ là thời tiết vào chiều tối nay cũng sẽ dịu mát hơn so với những ngày trước đúng không ạ? Vâng, đúng là như vậy Quỳnh Nga. Và thưa quý vị khán giả, thông tin tích cực với thời tiết ở miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, là tối và đêm nay trời sẽ khá dịu mát. Dự báo nhiệt độ sẽ giảm khoảng 2 độ so với đêm qua, xuống còn 27 độ. Đây là mức nhiệt thấp nhất cho khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông. Còn khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn và vùng núi Ba Vì, Sơn Tây thậm chí là trời còn mát hơn với nhiệt độ chỉ khoảng 26 độ. Một phần nhờ hôm nay nhiệt không quá cao, cộng thêm dự báo tối và đêm nay Hà Nội sẽ có lúc mưa dông. Mưa không lớn như đêm thứ ba vừa rồi, nhưng trong cơn dông vẫn có khả năng đi kèm với gió giật và sấm sét. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh tối và đêm nay ít khả năng mưa. Không khí vừa thoáng đãng vừa dịu mát nhờ gió mùa Tây Nam thổi đều đặn. Nhiệt độ thấp nhất cũng khoảng 26 độ mà thôi. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.